Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Australia thực hiện cho thấy là việc chơi trò chơi điện tử khoảng 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày có thể dẫn tới những vấn đề về thể chất như là mờ mắt, đau tay và cổ tay, hoặc là đau lưng hoặc đau cổ. Các nhà khoa học đã kiểm tra dữ liệu từ 955 cá nhân tuổi từ 18 đến 94 tuổi sinh sống ở Australia, Anh, Canada và Mỹ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng bất kể độ tuổi hay là giới tính, những người chơi trò chơi điện tử liên tục từ 3 giờ trở lên đều có nguy cơ cao hơn trong việc xuất hiện những vấn đề về thể chất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trên thế giới có khoảng 3 tỷ người mê chơi trò chơi điện tử và thể thao điện tử. Theo đồng tác giả nghiên cứu này thì cần phải cải thiện giáo dục nhận thức và ngăn chặn hành vi để đảm bảo mọi người hiểu rõ về các nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn vì trò chơi điện tử trong thời gian dài. Việc thi thoảng đứng dậy, rời xa bàn phím, xem lại cách bố trí khu vực chơi trò chơi điện tử để đảm bảo tư thế ngồi đúng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cho những người có thói quen chơi trò chơi điện tử trong thời gian dài.